Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 2 năm 2024, huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 323.400 tỷ đồng, tăng gần 1,7% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, huy động tiền gửi bằng Việt Nam đồng ước đạt hơn 304.000 tỷ đồng, tiền gửi bằng ngoại tệ ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhìn chung lãi suất huy động vẫn đang trong xu hướng giảm và việc tăng lãi suất chỉ diễn ra cục bộ tại một số ngân hàng, một số kỳ hạn. Mức tăng cũng tương đối nhỏ, dưới 0,2 điểm phần trăm. Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng trở lại sau thời gian dài liên tục giảm để hút dòng tiền gửi trong bối cảnh tín dụng sau Tết Nguyên đán thường tăng nhanh. Hiện lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 1 tháng tại 34 ngân hàng chỉ còn ở mức 2,6% một năm, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 3,8% một năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động bình quân đã giảm còn 4,7% một năm. Một số ngân hàng tư nhân đã đưa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng về thấp hơn đáng kể so với nhóm Big Four.